Ngày 16 tháng 6 năm Bính Dần. Cao Đài cười. Tê, con coi mặt thiên phục có gì xấu đâu con. Một ngày kia sắc phục ấy, đời sẽ coi quý trọng lắm. Con ơi, con có biết những điều ấy bao giờ? Cười. Mấy đứa lễ sanh cốt để sắp đặt sự nghiêm trang trong đàn cầu thầy, chớ chẳng phải duy để đi lễ mà thôi. Mỗi đại đàn phải đủ mặt, chúng nó phải ăn mặc trang hoàng, hai đứa trước hai đứa sau, xem sắp đặt sự thanh tịnh. Thầy dặn các con, như đàn nội chẳng nghiêm, thầy không dám, ba con nhớ nghe. TRNLKT nghe. Bốn con đã mang nơi mình mỗi đứa một trách nhiệm chẳng phải nhỏ. Thử nghĩ, lập một nước còn dễ hơn dạy một người giữ đặng hiền. Huống chi, trong tam kỳ phổ độ này, các con phải độ rỗi cả nhân loại khắp cả năm châu, thì trách nhiệm ấy lớn lao là bực nào. Hạnh đức của các con phải phù hợp với trách nhiệm mới đặng. Các con là đèn và gương soi của nhân loại, phải tập mình cho xứng đáng. Các con có đặng hạnh phúc ấy là do học đặng mãi muốn nơi thầy, mà thầy dạy các con chẳng nghe, thầy sai các con chẳng tuân. Tu thân còn chưa xong thì thế nào mong mỏi thành tiên Phật đặng. Ngày 5 tháng 6 năm Bính Dần. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài giáo đạo Nam Phương. Hỷ chư môn đệ, chư nhu nghe dạy. Sự chân thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu thế phân biệt đặng. Một trường thử thánh tiên Phật, vì vậy mà phải lập nơi thế gian này. Nếu buổi sinh tiền, dầu cho một kẻ phàm tục tội lỗi, biết đặng cơ quan mầu nhiệm của đấng chí tôn là trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà thôi, lại có thể đắc đạo mà gấm ghé phẩm vị thần thánh tiên Phật đặng nữa. Huống lựa là các đấng ấy phải bị đọa trần, mà biết mình hằng dữ, thì mầu nhiệm thử thánh tiên Phật chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì vậy mà thầy hằng nói chung cùng các con rằng, một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng, thầy đã đến chung cùng với các con duy có tu mà đắc đạo, phải đối lại bá thiên vạn ức nhân sanh, còn phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi. Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm mà chính mình thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi thầy mà cho rằng lời thầy dạy là chân thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu nhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các con khá tuân lệnh dạy. Ngày 29 tháng 6 năm Bính Dần. Cao Đài mừng mấy con. Mấy con nghe, những sự phàm tục đều là mưu kế của tà mị yêu quái, cốt để ngăn trở bước đường thánh đạo của các con. Những mưu quỷ việc ấy do lệnh thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói, thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con. Nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con. Song trước, thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng thầy. Ấy vậy, đạo là vật rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ, còn bỏ đạo thì các con ở dưới phép tà thần. Các con chớ ngại, ngày nay đạo đã khai, tức là tà khởi,
Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy mình. Đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả môn đệ thầy nữa. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng, cả môn đệ thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối phân nữa. Vì thầy cho yêu quái lấy danh thầy mà cám dỗ, cười, đi bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì thiên cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày, ấy là công quả đầu hết. Ngày 1 tháng 7 năm Bính Dần 1926, Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo Nam Phương. Thầy mừng các con. Thơ: con dắt mấy em con đi cần duộc, vì tà mị muốn nhiễu hại môn đệ thầy ở dưới. Quan Thánh và Quan Âm đợi các con xuống, đi lập tức. Còn Trung chẳng hề gì, để nó lo việc rất gấp của gia đình nó. Thơ hậu nghĩa tràng cư tắc sang, xuống tới cần duộc hồi 1:30, vì không thấy sự chi động tịnh cần kiếp, nên trì quẩn cho tới 3:00 chiều mới cầu thầy mà nghe dạy. Tái cầu: mấy đứa nhỏ chơi hoài há, thầy biểu xuống đây đặng có việc cần mà các con trì quẩn, thì không biết có phải nghịch với thánh ý thầy không há. Thơ: lại thầy từ bi thứ tội, tê hát không phải lỗi nơi con đâu. Tê: con tức cấp cho đòi cả mấy em con là môn đệ thầy hội cho đủ mặt. Tê hát: con ngồi đại tịnh đặng tối nay nghe thầy dạy việc. Tái cầu: hỷ chư môn đệ, các con nghe dạy. Tê: con không hiểu ngày nay là thế nào. Chư thần thánh tiên Phật cả thảy đều náo động cũng vì các con. Quỷ Dương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành sát và thử các thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành sát, chúng nó hiệp tam thập lục động toan hại các con, nên thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến gìn giữ các con, nhưng phần đông chưa lập minh thệ, nên chư thần thánh tiên Phật không muốn nhìn nhận. Vì vậy thầy sai mấy đứa nhỏ xuống đặng chung hiệp cùng con, mà tức cấp lập thành và luôn dịp phong thiên ân cho Tương, Kim và Thơ. Vậy con phải kêu chúng nó hội cho đủ mặt nội đêm nay. Tái cầu lần thứ tư 12:00 khuya. Trong tam kỳ phổ độ và quy tam giáo này, Phật thì có Quan Âm, tiên thì có Lý Thái Bạch, thánh thì có Quan Thánh Đế Quân khai đạo. Vậy con lập cho đủ 3 trấn chứng đàn. Con phải lập bàn ngũ lôi như thầy dạy lúc trước, phải có bùa Kim Quang Tiên, còn con viết bùa Giáng Ma Sử để bàn vọng hộ pháp, rồi cư chấp bút nhang cho thầy triệu ngũ lôi đến. Rồi nó xuống đứng gần bàn hộ pháp với Tắc và Sang, còn mấy đứa phò loan đứng vòng theo đó. Con biểu Tương, Kim, Thơ thề y như buổi trước, chư môn đệ thề như buổi thiên phong. Con phải nhớ dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có cả chư thần thánh tiên Phật chứng đàn. Các con nghe tịch đạo thi: thanh đạo tam khai thất ức niên, thọ như địa quyển thạnh hòa thiên. Vô hư quy phục nhân sanh khí, tạo dạng cổ đàn chiếu Phật duyên. Thanh là tịch các con. Vậy thì Tương là thượng tương thanh, Kim là thượng kim thanh, Thơ là thái thơ thanh. Phải dùng tên ấy mà thề. Tái cầu lần thứ năm 1:30 sáng. Tương: bốn đứa lễ sanh đâu con? Lập nghi thầy cho chư thần thánh tiên Phật đến chứng đàn.
tái cầu lần thứ 6, 3 giờ sáng. Lịch: chư môn đệ thiếu mặt nhiều lắm con ha. Vậy nội ngày mai con phải lên thiết đàn tại chợ lớn, nhà trung cho cả môn đệ. Thầy lập minh thệ đủ mặt hết nghe. Lý Thế Bạch giáng cơ: thái thượng vô ngôn hữu đạo thành, bạch dân hữu nhãn kiến nhân sanh, kim quang đắc kiếp tu tâm thiện, tinh đẩu nan tri ngã độ thành. Quan Âm giáng cơ: quang minh nam hải trấn thiền môn, âm cảnh năng tri độ dẫn hồn, bồ đoàn mạc hám liên quê thất, tác thế tâm u khởi đạo tổng. Quang Thánh giáng cơ: quang thành tái hiệp hớn triều phong, thánh đức mạc dông hám thế trận, đế thất nhất tâm trung khí võng, thanh y xích diện hảo vinh phong. Cần Duột, ngày 14 tháng 7 năm Bính Dần. Vĩnh Nguyên Tự: Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo Nam Phương. Lịch: mời cả chư môn đệ minh đường của thầy ra nghe dạy. Cười: các con đừng tưởng quấy rằng vì chia phái mà riêng đạo. Thầy ráng cắt nghĩa cho các con nghe. Nguyên từ buổi bế đạo, tuy chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ, chớ đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc đạo cùng chăng? Nhưng mà có một điều là Ngọc Hư Cung bác luật Lôi Âm tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít. Vì vậy, cho nên các con coi thử lại, từ 2000 năm nay bên Á Đông này đã đặng bao nhiêu tiên Phật. Các con duy biết có một mình Huệ Năng Kim Tiên mà thôi. Ngày 15 tháng 7 năm Bính Dần. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo Nam Phương. D. Nghe dạy. Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm tự lập pháp tam kỳ phổ độ, Quỷ Dương đã khởi phá khuấy chân đạo. Đến danh ta nó còn mượn, duy ngay ta nó chưa dám ngồi mà thôi. Lại còn hiểu rõ ra rằng ta đến với quyền diệu này mượn cơ mầu nhiệm, hiệp tam thập lục động, đổi gọi tam thập lục thiên. Các tên chư thần thánh tiên Phật bị mạo nhận mà lập nên tả đạo. Ngươi đâu hiểu rõ, làm ra lẽ trời Phật vốn con buông, tội tình ấy lớn là thế nào? Ngươi hiểu chăng? Tam đồ tội khổ bất năng thoát tục là tội ngươi, phải ăn năn sám hối, sao ta sẽ trọng dụng độ lỗi nhân sanh lấy công chuộc tội nghe. Ngày 20 tháng 7 năm Bính Dần 1926, Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương. Chư môn đệ nghe dạy. Trong ba phái có tam thập lục thánh, tuy nay chưa đủ số ấy, nhưng đã đặng 8-9 người rồi. Vậy phải chiếu y Bạch Ngọc Kinh, chư thánh lập họ mình. Tỷ như Lịch Trung Minh là chủ trưởng, trưởng quản đầu hết các phái, thì là quyền hành thay mặt thầy dạy dỗ các con. Thì chẳng nói chi, còn Trang Kinh Kỳ ba đứa phải lập họ là Trang Thanh, Kỳ Thanh, Kinh Thanh. Hễ bao nhiêu môn đệ độ rỗi của mỗi đứa thì là họ hàng của mỗi đứa, hiểu à? Chừng ấy về đến Bạch Ngọc Kinh thì gia tộc mỗi đứa đều phân biệt. Nếu chẳng độ rỗi thì về với hai bàn tay không. Còn chư môn đệ đã lập minh thệ rồi, ngày sau tùy âm chất mỗi đứa mà thăng
hay là tội lỗi mà dán, xong buộc mỗi đứa phải độ cho đặng ít nữa là 12 người. Hàng phẩm nhân tước đạo đức các con nó trùng với hàng phẩm thiên tước của các con. Ngôi thứ thầy đã sắp sẵn, các con ráng đoạt thủ địa vị mình, trước qua sau tới liệu mà tu hành. Thầy khuyên các con một điều là đừng tưởng lầm tước phẩm thiên đạo thầy đem cho ai cũng đặng. Cửa Bạch Ngọc Kinh chẳng phải ai vô cũng đặng. Mỗi đứa con đều có tên trong thiên thơ cả, chức phận cũng đã tiền định, chứ chẳng phải tước hàm trần thế dân cho kẻ lễ nhiều. Nếu thầy làm đặng vậy, đạo phổ thông rất lạ, ngặt gia tài mỗi đứa đều có phần. Thầy không phép lấy cho kẻ khác, trừ ra đứa nào chê bỏ thì mới đặng tùy ý thầy định đoạt mà thôi. Trang thầy khen con, kinh thầy khen con, bản thầy thương yêu con, giỏi thầy sắp đặt ngôi thứ cho con, tương thầy trông cậy nơi con, tạ thầy giao khổ bệnh nhân sanh cho con. Thầy lấy nhà con mà làm thánh thất của thầy. Học con khá nghe lời dạy dỗ của mấy anh con mà hành bổn phận. Hương con phải ráng hết sức con, thầy vừa giúp con. Trước con đừng mờ hồ hoài vậy nghe, nghĩa thầy sẽ trọng dụng con, đức thầy sẽ giao trung kỳ cho con mở đạo. Tràng từ đây con phải nhớ hoài hình phạt con đã chịu rồi đó nghe. Các con phải giữ hạnh mà truyền đạo ra cho chóng. Con thế nào thầy cũng thế ấy, khi thị các con tức là khi thị thầy, mà khi thầy thì chưa phải dễ. Các con nói đạo cho mỗi kẻ, nghe không tùy ý, thầy nói cho các con nghe. Nếu kẻ nào biết hiểu thánh ngôn của thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo tà quái. Đạo là quý, của quý chẳng bán nài, các con đừng thối chí, thầy ban ơn cho phái phụ nữ. Các con cũng vậy, ráng lo phận sự, thầy ban ơn cho mỗi đứa.